Cái xe đạp cũng có chân nhá. Mày cũng có chân thì mày phải tự đứng nhá. Cứ dựa dựa dầm dầm. Ơ kìa, A Lử. A Lử không muốn ở lại quán nữa à? Ai bảo thế? Mình đi mua quần áo mà. Sao mà đi mua quần áo? Thì bởi vì mình làm ở quán, mình mặc xấu thế này sợ khách không quý mình. Với cả kiểu mình sợ cô chủ không yêu mình ấy. Không biết là ngốc thật hay là ngốc giả vờ nữa. Nhưng mà thôi, để Tiên đưa A Lử đi mua quần áo nhá. Thật á? Thật, đi thôi. Đi. Trời ơi, đã bảo có chân thì phải tự đứng đi. Cái màu này Mẩy Hương có rồi, nếu mà cô chủ cũng mặc cái này thì đụng hàng mất. À dậu im mồm chứ. Cái này thì cô chủ mặc không hợp. Ô. Cái này không mặc quần à? Cái này với cả cái này khác nhau, cái này màu vàng, cái này màu trắng. Này còn có cả nông nữa. Đều nhỉ. À. Ôi trời. A Lử làm cái gì đấy? Mình chọn đồ cho cô chủ mày nè. Tiên tìm đồ cho A Lử rồi. A Lử đi thử đi nhá. Tìm cho mình á? Ừ. Nhưng mà nếu mà xấu là mình không mặc đâu nha. Yên tâm, A Lử không tin vào mắt của Tiên à? Thôi được rồi, để mình thử luôn đây. Ơ kìa, A Lử. Giữa chốn đông người như thế này vô duyên lắm. A Lử đi vào thử đi nhá. Yên tâm, mình biết hôm nay đi mua quần áo là ở chỗ đông người rồi. Thế nên bình thường mình thả tự do. Còn hôm nay mình mặc quần trong cẩn thận rồi mà nị. Đây này. Ôi, người ta cười cho đấy. A Lử đi vào trong kia nhá. Đây đi. Đi 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 đi. Đi đi. Đi vào. Ừ. Sao thế? Mình không thử đâu. Nhưng mà tại sao? Vì bởi vì mình cũng thích cô chủ mặc quần áo ở đây giống mình cơ. À. Rồi, ok. Vậy A Lử thử đi trước. Rồi Tiên đi theo sau. Ok. Cô phải thử đấy nhá. À, lúc okay. Mà A Lử mặc xong quần áo là cô chủ cũng phải vào xong quần áo nhá. Ok. Vậy nhá. Cô chủ ơi. Ơi. Cô chủ sao xong chưa? Xong rồi. Mình vào nhá. Ừ, vào đi. Này, chính cái bộ quần áo cô chủ mua cho mình. Điên à? Ui ôi. Cái gì? Tôi đã ưng bộ quần áo này chưa? Mình ưng rồi nhưng mà... Nhưng cái gì nữa? Thôi, ưng rồi thì mình đi thanh toán. Đi. Thôi thôi là trêu mình. Ủa, đến rồi. A Lử và bộ này hợp đấy. Thật á? Ừ. Cô chủ mặc bộ này cũng hợp. Ừ. Đẹp. Bộ nào đẹp. Tiên, sao anh gọi điện cho em bảo không ra quán? Tôi bận lắm, anh đừng đến tìm tôi nữa. Okay. Tiên, này, đứng lại. Sao bảo đứng lại là đứng lại cơ mà. Chở hơi này mày ở đâu ra đấy? Lệch, mình không phải thằng chở hơi. Mình là A Lử.
Bố mẹ gọi mình là con A Lỡ, em Tiên gọi mình là anh A Lỡ, thầy giáo gọi mình là em A Lỡ, bọn trẻ con trên bản gọi mình là A Lỡ. Tóm lại, mình là A Lỡ. Không, nhân viên quán này. Điền đi ra, chắc chắn. Vừa bảo mình là gì, thằng điên á? Mình đã nói rồi, mình có tên đàng hoàng, mình là A Lỡ. Được rồi, bố A Lỡ, con mời bố đứng sang bên này nhá, để con vào gặp Tiên người yêu con không chị? Này! Ok. Vừa bảo cái gì, ai là người yêu của ông? Tiên. Điêu. Tiên là người yêu của mình nhá. Đấy. Bây giờ mình yêu cầu luôn, bỏ chuốc. Đấy. Bỏ chuốc. Đừng có sơ hở tay tao. Mình yêu cầu từ ngày mai không được đến làm phiền Tiên nữa. Cái Tiên gì? Là người yêu mình. Cái gì? Đâu, đâu, đâu. Bỏ ra. Đàn ông đàn an không được làm thế này đâu. Thích thì thách đấu công khai. Tiên mà nhìn thấy thế này Tiên sẽ không yêu ông nữa đâu. Thách đấu gì? Công khai nhào, chơi luôn. Thế ông biết chơi cái gì? Học giỏi, hát hay, biết bay lại còn có võ. Có biết ăn không? Ôi trời ơi, sở trường. Biết bắn bi không? Sở đồ án. Biết vật nhau không? Ôi trời, nói chung là cái gì tao biết, nhà tao cái gì gia truyền. Được, thế thì mình sẽ đấu. Đầu tiên là mình đấu ăn, sau đó mình đấu bắn bi, rồi mình đấu vật. Thằng nào thắng thì sẽ được ở bên Tiên, thằng nào thua sẽ phải rời xa Tiên mãi mãi. Mãi mãi. Đúng. Nhớ đấy nhá, nhớ mồm nhá. Nào. Rời xa Tiên mãi mãi, nhớ chưa? Rồi. Bây giờ tao vào gặp Tiên. Không. Ôi, 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 đi ra đi. Thắng thì mới được gặp Tiên. Mày nhớ đấy. Mai. Mình khởi động xong rồi. Chơi thôi. Chơi thôi. Mày làm gì mà lâu lắm. Mời ngồi. Tao ngồi đâu? Thích ngồi đâu thì ngồi. Thi gì? Đổ luôn. Không nhìn thấy ai bắt cơm đấy mà còn hỏi. Thi ăn cơm với thi cái gì nữa. Bây giờ ai ăn hết bát cơm mày trước, người sẽ là người chiến thắng. Đơn giản thôi á. Đây là tiêu của mình. Tiêu là đâu? Cái gì? Mày xem đi, mày nhìn đi. Sao mày thìa to tao thìa bé hả? Ông nhìn đi, ông to hơn tôi thì tôi, ông phải ăn thìa bé mới công bằng chứ. Tôi bé hơn ông thì phải ăn thìa to chứ. Được rồi. Sao cơm? Cơm thiêu. Đúng. Phải là cơm thiêu thì mới thi chứ, ăn cơm thường thì nói gì là thi nữa. Đổi món. Không đổi được, nhà hết món rồi. Mày bị điên à? Tao không ăn cơm thiêu. Không ăn cơm thiêu tức là ông không thi tức là ông thua. Tao thua bao giờ, đã chơi đâu mà thua. Chính tại vì ông không ăn thì ông thua luôn. Chơi. Chơi chưa? Chơi. Tao đếm. Mình đếm. Cùng đếm. 3 2 1 bắt đầu. Còn không ăn miếng nào? Cơm thiêu thế này mình không ăn đâu. Cơm mày đến chó nhà mình còn chả ăn nữa là. Mày lừa tao à? Bịp à? Cho mình giải thích đã. Mình không ăn coi như mình thua 1-0 được chưa? Con ừ. Gì? Phòng vệ sinh ở đâu? Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh á?
phòng vệ sinh thì hỏng rồi, không đi được đâu. Thua nữa là xong ấy. Có bộ quần nào mới nó khác, giữ gìn quá nhờ, diện suốt ngày nhờ. Quần quần áo tiền mua cho mình đấy. Quần áo OG đấy. Thế nào, đã có bi chưa hay để mình cho mượn? Tại mày đó. Trước cho bố mẹ ăn cơm thiêu. Này! Gì? Nhà vệ sinh vẫn chưa sửa. Giời! Đập xuống! Vạch đây cơ mà! Không phải chơi ăn san! Mình thì kiểu gì mình chả chơi được. Bạn đi. Rồi. Chị. Chị. Nào, bắn hơn mình đi. Trượt. Không chơi cú. Biết rồi, bắn đi. Nhìn ra. Mình thắng rồi nhá, thế là một đều. Chẳng hôm nay tao đau bụng rồi. Không cần biết, miễn là thua. Hẹn mày ngày mai. Ừ. Dù gì vẫn còn một trận cuối nhá. À Lử vừa làm cái gì đấy? Mình vừa bắn bi. Mình vừa bắn thắng đấy. Tiên nói cho A Lử biết ý. Từ bây giờ, A Lử đừng có mà thi tố gì ở cái quán này nữa. Nếu A Lử không nghe, thì đừng có ở đây nữa. Nhưng mình thi bắn bi là vì Tiên mà. Với cả anh ta cũng đồng ý điều kiện rồi. Thế A Lử có muốn ở đây nữa không? Thế A Lử hứa đi. Nhưng mà mình hứa với anh ta rồi. Đàn ông phải giữ lời hứa chứ. Nhưng mà A Lử cũng phải hứa với Tiên chứ. Thôi được rồi. Mình hứa. Thôi, bây giờ đi vào thay quần áo. Bẩn hết rồi đây này. Lần này mày không gặp may được đâu. Tiên sẽ thuộc về tao. Còn mày thì lệch. Còn nếu những gì mình nói, nhớ là đàn ông không được thất hứa. Thế đi chiến thôi. Bớt căng thẳng đi. Thở sâu mà đừng có thở mạnh. Bà đá, bà đá, bà đá, bà đá, bà đi. Về đây, về đây.
ôi tay tao, tay tao. Quần áo này chất liệu tốt thật đấy. Mình vật nhau như thế mà cũng không rách. À, mình giặt sạch rồi nên nó vẫn như quần áo mới. Còn cái anh kia sẽ không đến làm phiền Tiên nữa đâu. Mình đi đây. Alo. Alo, đừng đi. Là đàn ông không được thất hứa. Tiên cho Lử gửi lời chào mọi người ở quán nhé. Mình đi đây. Thank you.